Dạ. Ai làm đồ ăn sáng cho con? Cô Ánh. Cô Ánh là cô bé ở nhà. À. Rồi mẹ có bao giờ mẹ làm đồ ăn sáng cho con không? Dạ không. Mẹ không có làm đồ ăn sáng. Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ cứ giao cho cô Ánh làm hoài vậy? Không phải, là tại vì cái lúc mà Thỏ mẹ dậy thì mẹ chuẩn bị đồ cho Thỏ để Thỏ đi học. Thì khi mà Thỏ chuẩn bị xong thì Thỏ tranh thủ xuống ăn sáng để mẹ chuẩn bị cho mẹ, để mẹ thay đồ lái xe đưa Thỏ đi học. Mẹ bận trang điểm lâu hơn Thỏ nữa. Mẹ cũng có lý do. Nhưng mà có bao giờ mẹ nấu đồ ăn cho Thỏ ăn không? Không. Trời ơi, một cái lắc đầu hết sức là lạnh lùng. Không, thì con hỏi đi. Nhưng mà cuối cùng là mẹ không nấu ăn cho con, nhưng mà mẹ làm gì cho con ăn? Thì tối về nấu mì cho con ăn. Mẹ nấu mì cho con ăn hả? Trời ơi, con ơi, thương con. Con phải là nhà mình không có điều kiện đâu con. Mà bây giờ mẹ cho con ăn mì gói. Nhưng mà Thỏ nói là Thỏ thích mẹ đưa đi ăn món gì? Cháo thịt bằm. Cháo thịt bằm. Cháo thịt bằm. Rồi gì nữa? Gì nữa? Cá hồi sốt teriyaki. À, cá hồi. Cá hồi sốt teriyaki. Xong rồi mì gì? Yêu đâu. Thật ra cái sở thích của bé là rất là thích đi ăn những nhà hàng mà nhà hàng rất là ngon. Em ơi, đó là cái sở thích của tất cả mọi người em nha. Cũng rất là lúc nào thích mua nhà hàng sang trọng để ăn. Thì thật ra mẹ đi công việc rất là thường xuyên, nhưng mà về thì tranh thủ khi mà em đón con về ở trường về á, thì là hai mẹ con tranh thủ là ghé nhà hàng ăn. Thì ăn xong rồi mới về nhà, rồi tối là trước khi đi ngủ thì bé sẽ xin thêm một gói mì gấu của Nhật á. Thì bé ăn để cho bé đi ngủ. Giờ hỏi con thêm câu nữa nè, con với mẹ con ai điệu hơn? Con thành thật đi, mình nói sự thật thôi. À, mẹ hả? Ừ. Hay con? Con. Bà gật đầu, bà bẽn lẽn con. Rồi, mời con về với mẹ con nghe. Khai thác đời tư chút đỉnh vậy thôi.